Chơi gì đây? Siêu nhân gì đây? Hả? Hackman à? Hackman. Thế hôm nay con không đi chơi à? Đúng rồi. Cái đấy là cái gì? Siêu nhân hay Hackman? À, con được mấy tuổi rồi? Được mấy tuổi? À, thế con tên là gì? Chán rồi, chán chơi rồi. Vâng.